Ơi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em đến với nhà của anh Mao để giao lưu với mọi người một số phôi mai ha. Đế cũng đẹp không ha. Giá rẻ để giao lưu cùng mọi người luôn. Hàng cũng trung bình lớn không ha mọi người. Một cốt cũng có mà tàn đa cũng có luôn ha. Rồi, chào khán giả cái luôn anh ơi. Rồi, em xin mến chào cô chú và anh chị ha. Hôm nay em có về cũng mười mấy phôi mai để giao lưu với cô chú anh chị. Cái lúc này có mấy cây mai cũng tương đối là vip. Thì cũng mong là cô bác anh chị mình xem cuối clip có mấy cây mai giá rẻ tầm trung cho cô bác nào mà chơi những cái cây mini ha. Thì có khúc sau là có giá rẻ. Rồi. Bán để thu hồi vốn luôn cho bà con chơi luôn. Rồi, cho em xin số điện thoại luôn anh ơi. Rồi, số điện thoại của em là 0939 048 121. Em tên Mao, ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Rồi, mình vô cây đầu tiên luôn. Cây đầu tiên là cây mai tứ quý bà con ơi. Cây mã số 1 là cây tứ quý ha cô chú anh chị. Tàn ha. Tàn nó cũng đều lắm, nó chặt quá nó không có bung ra. Tàn này nó cũng lớn ha cô chú anh chị. Bột dây ha. Này về cô chú anh chị mình vô dây kẽm sơ lại mình chơi ha. Cây này đế thì nó như vậy ha. Chưa biết làm sao. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Rồi chiều cao là 2m2. 2m2. Tán ngang là 2m. Tán ngang 2m ha cô chú anh chị. Rồi hoành luôn anh ơi. Hoành vị trí này 37. 37 hoành ha. Rồi mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu em bao ship 200 km. Cây số 1 này là 3 triệu bao ship 200 km cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi. Tiếp theo cây số 2. Rồi cây số 2 là cây mai là mai vàng. Đây một phôi mai vàng đế là luôn cô chú chị. Đế là đều ha, luôn ha cô chú anh chị. Đế là dày đặc hết luôn, không có thiếu chỗ nào hết. Đế mà dày mà cứng luôn ha cô chú cứng anh chị. Cô chú anh chị. Này cô chú anh chị để lên cái chậu là nhìn thấy đế không á, không có thấy phần đế đất á. Đế là chải là ha, chải đều cứng ngắc ha. Ở dưới này là có đế lót hết trơn ha cô chú anh chị. Cộng đế lực lực luôn ha. Có mấy cái nách này nó đang bóng xù nè. Chi cành nó cũng đều hết trơn ha. Rồi cho em xin thông số luôn. Này cô chú chị mình về mình cắt lại ha cô chú chị. Tổng cao là 1m4. Cao 1m4. Rồi hoành to hết 2 chiếc. Hoành vị trí này là 54 hoành ngay vị trí đó ha. Rồi xin lên đây. Đây là 51. 51 ha cô chú anh chị. Cây đế đều gan luôn. Đế rất là đều, rất đẹp luôn. Rồi cây số 2 này anh giao lưu nhiêu nha. Rồi mã số 2 này giao lưu với cô chú anh chị là 21 triệu. Cây mã số 2 là 21 triệu ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi cái cây này cũng hơi lớn ha, cũng hơi khó khăn ha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây mã số 3. Cây một cốt 3 thân, xù chải luôn. Cây xù luôn cô chú anh chị. Xù ha, cục bự bự không ha cô chú anh chị. Xù chải cục bự luôn á. Đây nè. Mấy cái nách này là nó lên xù hết trơn nè cô chú. Lên xù hết 3 thân rồi cô chú. Nguyên cái cục nguyên cái hoành thân của nó dưới đây là xù hết luôn. Nguyên cái thân của nó là nó xù hết trơn luôn ha cô chú anh chị. Xù mà đế quyết luôn nha cô chú anh chị. Cụ đế là không có chấm chỗ nào hết. Đế là ở trong ngoài có hết 2-3 lớp luôn. Đế là cứng ngắc luôn ha. Đều gan luôn. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Chiều cao là 1m3. Hoành vị trí này là 53, 5 tính 52 đi. 52 hoành ha cô chú anh chị. Rồi đây xin cho anh cho cô chú anh chị xem luôn. Ở trên này 51 nha cô chú anh chị. 51 ha, cũng xê xích ha cô chú anh chị. Xê xích thôi. Chỗ nào cũng như chỗ máy.
cây rất đẹp cô chú anh chị ơi. Tàn cũng đều hết trơn ha cô chú anh chị. Đó, xù thằng nào cũng xù hết trơn ha. Mấy cái nách này là tét xù hết trơn rồi nè. Đó nè. Ra nó lòi ra cục bự bự luôn á, lòi ra là dữ lắm nha cô chú. Chảy nè ha. Nó mạnh đó, nó xù rất là mạnh. Có cái nhánh này là nó chảy nè. Xù người ta là lên nhám nhám chỗ này nó lòi ra luôn á, nó mạnh đó. Tới cái cũ nó còn xù dữ lắm ha. Rồi, cây này anh giao lưu nhiêu vậy? Rồi cây mã số 3. Số 3 giao lưu với cô chú anh chị là 20 triệu luôn. Đó, cây số 3 này là 20 triệu, bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4. Nó hơi nghiêng rồi. À, số 4 một tốt ha cô chú anh chị. Ở trên là đánh tàn đa ha, tàn tròn đều luôn ha cô chú anh chị. À, này là về mình cho nó bung tàn ra mau chơi ha. À, cũ nè, cũ này cũng có xù nhẹ nha cô chú anh chị, cái này là xù nhẹ thôi. À, mấy cái đốm xù nè ha, cái cụ đế trong này đặt ha cô chú anh chị, đặt quẹo luôn. À, mà đế thì cộng cũng bự bự không nè. Đây cũng có cộng đế mồi nè ha. À, cộng đế chà bá không ha. Rồi cho em xin thông số luôn. Cao 1m7. Cao 1m7. Hoành ở dưới này cái là 51. 51 hoành. Rồi xích trên này là 42. 42 xích trên xíu ha cô chú anh chị. Một cốt. Rồi cây này anh giao lưu nhiêu nha anh? Rồi, cây mã số 4. Số 4 giao lưu với cô chú chị là 6 triệu. Đó, cây số 4 này là 6 triệu, bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Cây nặng nặng không ha. À. Cây số 5. Ơi đó. Số 5 này giờ đế lực luôn, đế đều luôn cô chú anh chị. Tay đầy đủ hết. Đó, một cốt 3 thăng ha. Một thăng, hai thăng, ba thăng ha. Chi cành đều. Chi cành đều hết. Đó. Cái này cô chú anh chị chơi lùng thì mình tán ăn đây bỏ ha. Cắt giật này xuống lại, giật này xuống lại. Tùy mình cô chú anh chị mình chơi ha, cây này đang phong hơi cao ha, phong lỡ. Lên xù luôn nha cô chú anh chị. À. Xù nhẹ thôi, mới có, một hai cục thôi. Có cục xù ha. Nói chung là mấy cây này nuôi thì có tương lai. Đế nè. Đó, dách bên đây là đều gan hết trơn luôn. À, bên đây thì đế nó cộng nó hơi nhỏ ha. Nhưng mà nó cũng có đều trơn này ha. Cô chú anh chị ha. À, rồi, cho em xin thông số luôn anh nè. Chiều cao là 1m3. Hoành vị trí này 42. 42 hoành ha cô chú anh chị. Trên 41. Ở trên cũng 41 ha, nó nâng cây ha. Lên trên thì cái thằng chủ của nó giót ha cô chú anh chị. À, lắc, thằng chủ của nó cũng lắc luôn. Rồi. Cây số 5 này anh giao lưu nhiêu danh? Rồi, mã số 5. Rồi số 5 7 triệu cô chú anh chị. À, mã số 5 này là 7 triệu bao ship luôn ha cô chú anh chị. Cây số 6. À, cây bự bự nặng nặng không ha. À, cây một cốt lên hai thăng ha cô chú anh chị. Số 6 thì dáng cũng siêu siêu hơn cái máy. Cái bệ nè, đó. Đế nè ha. Đế bỏ đều hết. Cộng cũng lực lực ha, mà cộng nào cũng ra cộng đó trơn ha. Cái bệ cũng khá lớn nè cô chú anh chị. Rồi cho em xin thông số luôn. Cao 1m đúng luôn. Chiều cao 1m. Hoành vị trí trên này 44. 44 hoành ha cô chú anh chị. Dưới này là 50. Ờ, dưới xíu là 50.
hai thân dán siêu ha cô chú anh chị. Dán siêu đế đều luôn. Ừ, rồi cây này em giao lưu nha. Mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3.200.000. Đó, mã số 6 là 3.200.000, bao ship luôn ha cô chú anh chị. Đó, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Số 7. Cây lớn lớn không ha. À, số 7. Một cốt chia cành đều. Một cốt chia cành đều luôn. Cây này chia cành đều gan luôn. Thân rất là đều, cái bệ nguyên cái gốc nè. Cái bệ nè. Chảy xuống là nguyên một cái bàn tay đặt nó hết trơn luôn ha. Đây rất đẹp. Đặc biệt cây này nó cũng lên xù luôn nha quý anh chị. Nó có mấy cái đốm xù bự nè ha. Hai bên luôn, mặt bên đây cũng có luôn nè. Mấy cái nách này nó cũng lên xù nè ha cô chú anh chị. Đó, chia cành nó cũng đều hết trơn ha. Đấy. Rồi. Cho anh xin thông số luôn. Chia cành là đều hết, có 1,5 m chiều cao. Cao 1,5 m ha. Hoành thân cho 2 vị trí. 44. 44 hoành. Rồi, trên cao nha, này rút trên cao nha, 33. 33 ha cô chú anh chị. Cái bệ này lớn lắm ha. Đó, nguyên cái bệ đó. Cây này nuôi là ok cô chú anh chị. Cái bệ nó chạy tới đây ha. Cái bệ lên đây là gan nè. Cái bệ này là mình không có đo được cô chú anh chị. Rồi, cây này anh giao lưu nhiêu danh? Rồi, mã số 7 giao lưu với cô chú anh chị là 7.800.000. Đó, cây mã số 7 này là 7.800.000 ha. Bao ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Tiếp theo cây số 8. Cây mã số 8. Đó, cây này nó lên da me hết trơn tới trên này luôn ha cô chú anh chị. Nó da me toàn thân luôn ha. Xù toàn thân luôn. Đặc biệt là cây này nó hơi thơm nha cô chú anh chị. Cây này nó có hơi thơm thơm tí xíu ha. Nó giống như là thơm xá xị vậy đó. Trên đây nó cũng bể luôn nè. À, đế nè. À, quay đế sơ cho cô chú anh chị xem ha. Đế đều chưa? Và cho em xin thông số luôn anh ơi. Chi cành cây này cũng đều chưa ha. Cao 90. Chiều cao là 90. Hoành vị trí này 47. 47 hoành. Chi cành đều, đế cũng đều luôn ha. Mã số 8. Có giá là 5.200.000. À, số 8 là 5.200.000, bao ship luôn ha cô chú anh chị. Đó, cây số 9. Cây bonsai ha. Cây số 9 này nó cùng xù luôn nè cô chú anh chị. Đế nè, đó cái bài đế. Cây này cũng khá to ha. Rồi, cho em xin thông số luôn anh nè. Cao là 49. 49 chiều cao. Hoành vị trí này 37. Hoành 37. Trên này là 32, 31. Trên đi xíu là 31 ha cô chú anh chị. Cây này có lên xù nha cô chú. Rồi. Mã số 9 này giao lưu là 1.800.000. Đó, mã số 9 là 1.800.000, bao ship luôn ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Cây số 10. Cây số 10, một cốt ha. Rồi, một cốt tàn đều luôn cô chú. Tàn tròn đều ha. Cái này của chú anh chị mình chơi bonsai mình về mình cắt lại ha. Đế nè. Ở trong là cái bệ đặt ha cô chú anh chị. Cái bệ. Đế cũng bỏ là đều lắm ha cô chú anh chị. Rồi cho em xin thông số luôn anh nè. Cao 1m4. Chiều cao 1m4. Hoành là 36. 36 hoành. Rồi mã số 10 này giao luôn với cô chú anh chị là 2.000.000. Đó, cây số 10 này là 2.000.000 ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo luôn. Số
Tiếp theo là cây 11 ha. Đó, 11 là cây mai tàn bự nè ha cô chú anh chị. Đây. Đó, cây này khá cao ha. Đó, cao tới nóc nhà luôn ha cô chú anh chị. Đế nè. Đó, để em quay sơ là cái đế cho cô chú anh chị mình xem ha. Chạy tới ngoài này luôn nè. Đó, đế nó quặm xuống không ha. À, đế cộng đế nó quặm xuống không ha. Đó, năng xuống không nè. À, đế là để cắm ăn xuống không ha cô chú anh chị. Rồi cho em xin thông số cái luôn anh ơi. Cây này khá cao. Cao là 3m6. Cao tới 3m6 rồi ha. Tán ngang là 2m7. Tán ngang là 2m70. Hoành đế, hoành thân cái luôn. Hoành thân 52, 51. 51 hoành ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 11. Rồi. Giao lưu với cô chú anh chị là 12 triệu, bao xếp 200 km cho mai tàng. Đó, cây 11 này là 12 triệu ha cô chú anh chị. Bao xếp 200 km cho cô chú anh chị ha. À. Tiếp theo là cây số 12. À, cũng một cốt ha. Ở trên đánh tàn dù ha cô chú anh chị. Đó, chia cành nó cũng đều hết trơn nè. Đó, về cây này cũng mau chơi ha cô chú anh chị. Đế nè. À, ở trong là cái củ nè ha. Ở ngoài là đế nó chảy nè. Đó. Rồi cho em xin thông số cái luôn anh ơi. Cao 1m3. Chiều cao là 1m3. Hoành thân 26. 26 hoành. Rồi cây mã số 12. Mã số 12 vô với cô chú anh chị là 1 triệu. Đó, cây 12 này là 1 triệu ha cô chú anh chị. Bao xếp toàn quốc luôn. Rồi. Tiếp theo cây 13. Cây này tàn cũng tròn đều trơn ha cô chú anh chị. Nhánh này ra. Đó, tàn chi cành đều hết trơn ha. Đế nè. Đó. Cây này đế cũng khá thôi ha. Đó. Đế cộng đế cũng lực nè. Đó. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Cao là 1m3. Cao là 1m3. Hoành thân. Hoành thân là 31. 31 hoành ha cô chú anh chị. À. Rồi cây 13 này anh giao lưu như vậy. Rồi mã số 13 giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000. Đó, cây 13 này là 1.700.000, bao ship luôn ha cô chú anh chị. Rồi. Đó, tiếp theo là cây 14. Đó, mình về lại đây đi cho nó rộng. Cây 14. Ở trên tàn cũng có sẵn đều hết trơn ha cô chú anh chị. Đế nè. Cái này để không gãy nó ra tuột luôn rồi cô chú anh chị. Đế khá đều ha. Sống luôn nữa. Rồi. Cho em xin thông số lại luôn. Cao 90. Cao 90. Hoành 21. 21 hoành ha cô chú anh chị. Rồi, giá 700. Đó, cây số 14. 14 này là 700.000, bao ship luôn ha. Đế khá đẹp ha. Tới cây 15.
cây tứ quý ha cô chú anh chị. Đây chi cành ha, cây này giót cây ha. Rồi cho em xin đó, cho em xin thông số luôn anh đây. Chiều cao là 2m ha. Cây này là cây tứ quý ha cô chú anh chị. Cây này mai tứ quý. Hoành 33, 33 hoành luôn. Rồi, cây số 15. Với cô chú anh chị là 1 triệu. Đó, cây 15 này là 1 triệu ha, bao ship luôn ha cô chú anh chị. Cây 16 luôn. Cây 16 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này chi cành nó cũng có đều hết trơn ha. Đó, cây này giáo viên ha. Chi cành dày luôn. Cái bệ đế nè. Cái bệ đế cũng khá lớn ha. Rồi, cho em xin thông số luôn anh ơi. Cao 1m6. Hoành 31. 31 hoành thân ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 16 này có giá là 1.800.000. Đó, cây 16 này 1.800.000 bao ship luôn ha cô chú anh chị. Đó, tiếp theo là cây 17. Đó, một cây bonsai ha, cũng đâm chậu hết rồi. Đâm chồi sống khỏe luôn rồi. Đế nè, đế nôm cao ha. Rồi cho em xin thông số cái luôn. Cao là 49. 49 chiều cao ha. Hoành là 33. 33 hoành. Rồi quay sơ một vòng luôn. Cây này bonsai ha cô chú anh chị, lùng lực luôn. Rồi cây 17. 17 giá 1 triệu luôn cô chú. Mã số 17 là 1 triệu luôn ha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn. Mười tám. Cây này lên tuổi luôn cô chú chị ơi, khá mạnh luôn rồi ha, mạnh khá đẹp luôn. Cây cao 59. Cao 59 mình chơi luôn. Hoành 24 hoành. Đó, rồi quay sơ luôn anh ơi. 18. Rồi 18 này có giá là 600.000. Đó, 18 là 600 luôn cô chú anh chị ơi, bao ship luôn, quá rẻ luôn. Rồi mình còn cây nào nữa không anh? Cây 19. Cây đó quay gọi vậy mà. Được chưa? Rồi. Vậy là cây số 18. 18 là cây cuối cùng luôn cô bác ơi. Cái kia để quay phía sau luôn. Bữa nay chào cô chú anh chị. Bữa nay hơi nhiều, hình ra hơi lu bu ha cô chú anh chị. Giao lưu với cô chú anh chị 18 cây thì cô chú anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp anh Mao ha. Em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.